Chiều nay, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự bàn giao nhà đại đoàn kết tại xã An Điền, thị xã Bến Cát. Căn nhà đại đoàn kết được trao cho bà Nguyễn Thị Dung là đối tượng khó khăn về nhà ở tại ấp An Sơn, xã An Điền. Diện tích nhà xây là 100 m2 với tổng kinh phí xây dựng là 495 triệu đồng, trong đó có lạc bộ Gold 4.0 tài trợ 100 triệu đồng, còn lại do người thân gia đình hỗ trợ chúc mừng gia đình có căn nhà mới để ổn định cuộc sống chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyễn văn lộc nhấn mạnh ngôi nhà là tình cảm sự chia sẻ của chính quyền các cấp và sự chung tay ủng hộ của các tổ chức đơn vị doanh nghiệp tới những hộ nghèo hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đồng thời mong muốn và tin tưởng gia đình sẽ coi đây là nguồn động viên khích lệ để nỗ lực vượt qua khó khăn phấn đấu vươn lên thoát nghèo tích cực lao động sản xuất tham gia các phong trào thi đua các cuộc vận động ở địa phương đóng góp vào sự phát triển kinh tế của thị xã bến cát